cứu người ta tại đây nè chết hả, cứu người ta mà chết. Chồng của chị cứu người ta chết hả? Ừ. Chồng trước là có con nhỏ kia, chồng trước của em là cũng như là bé của người ta, như bé em là ông muốn người ta rồi đứa đi bán dân này nè, ba bốn thầy sát mình mới mới thay được, bị như làm đâu có thấy chết ngay chỗ này luôn. Ừ, chết tại chỗ này luôn nè, chết đây nè, ông nhau đây trời tuốt dưới này là chìm ghe ngay chỗ cây cầu này luôn. Ừ, hả chìm ghe sợ không? Trời sợ gì, bình thường cái chuyện sình thúi gì không cần thiết, thúi bao nhiêu thúi, mình làm là làm, cái chuyện mình làm phước mà. Xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ tiếp tục xuống cái hoàn cảnh mà ba vợ chồng khờ và sống ở dưới gầm cầu này nè cô bác quý anh chị, để quay cho cô bác quý anh chị xem. Không biết giờ này là không có sức đưa điện thoại nên Bùi Hồ xuống bất ngờ. Ơi chào cả nhà. À, dạ mặc áo vô anh, cả nhà mình đang quay quần bên nhau hả? Quay luôn cho anh, quay cho. Cả nhà mình đang làm gì đó? Làm nói chuyện chơi. Làm nói chuyện chơi hả? Ừ. Hạnh phúc quá ha. Ở lớn mà chơi búp bê nữa kìa. Ừ. Khờ lắm thôi. Dạ. Nó bị khờ quá. Em chơi búp bê hả? Hả? Đâu lấy coi. Búp bê. Búp bê này trai hay gái? Đây. Hả? Gái hả? Nó cười hay vậy? Ừ. Ai may đồ cho nó vậy? Nè, mua bà nó mua, nó làm mua cho chị luôn đó. Này mua đó hả? Ừ. Tự mua luôn hả? Ừ. Ngồi với anh, ngồi ghế chơi. Ngồi ghế nghỉ hả? Rồi, ngồi đây đi. Sáng gia đình mình ăn cơm với gì anh? Cơm cũng có, nước mắm có quẹt bậy bạ đó, qua đời, qua ngạn thôi. Vậy sao qua đời ông hai? Cái gì hả? Đâu? Cho em coi coi. Cho em coi ăn cơm coi. Đây, nè, thấy không? Rồi, món ăn không? Món ăn rồi, khô quẹt đó. Đó nồi khô quẹt đó. Cá chiên mà. Cá chiên mà có chút xíu à. Ta cho ăn. Ta cho hả? Chết tiếc. Ê ê ê. Đập mèo. Mất mèo thấm. Sao con hút ra chiên ăn nó thấy vậy? Dạ hả? À, đâu có gì ăn đâu ngon đâu. Ta cho ăn mà. Nhà mình Tết ăn Tết vừa rồi, Tết lớn không? Lên Tết cũng đỡ ở đây. Cũng nghèo khổ ăn. Có gì đâu. Mang dép vô luôn được không? Ờ được được được. Đừng có sao đâu anh. Vô đi không sao đâu. Anh nhà mình làm nên nói chuyện vô chơi. Không đâu. Có giỏng rồi văn hơn ha. Trưa nghỉ trưa nằm như thế. Em ấy mình ở dưới này mà cũng hạnh phúc quá rồi. Anh, qua đây ngồi đi. Dạ. Bàn ghế này ai cho anh? Của chị đợt trước quá cho đó. Chị nào? Cái chị quay cũng ai ra anh vậy đó. Chị nào quay? Cho bà đó ăn quà ở bên ăn quà. Cô Thủy đó. Cô Thủy bên nước ngoài á. Bà kêu mua cho đó. Cho tiền nó mua. Giờ ngồi đi chị. Anh Dũng với chị Huệ. Là bé là tên Thắm. Thắm. Nay mình ăn cơm rồi, mới ăn cơm rồi luôn hả? Dạ, mới ăn cơm rồi luôn. Mấy nay mình không có đi làm gì sao anh? Ta chưa kêu xe bởi vì đang dịch bệnh nè, ta không có kêu đi mặn. Ừ. Đang dịch bệnh chạy vùng ngoài cũng được. Ừ. Anh nhớ em không? Nhớ. Nhớ là sao nói em nghe. Nhớ đợt đi xuống đây nè, rất cũng chiều ghê. Dạ. Rồi đi lại tới đây gặp vợ chồng tôi ở đây. Ừ. Cũng ta chợ ta kêu mặn mướn với dễ gì. Ở không cũng cuộn giò lắm. Dạ hả? Không muốn ở không hả? Ờ không muốn ở không được. Không làm quen rồi chứ không có chịu nổi. Mình sống dưới gầm cầu từ khi em quay giờ có nhiều người thăm không? Có được 2-3 người. Ừ. Có cho tiền mình không? Có, cho cũng ít chứ không nhiều. Khoảng nhiêu? Chừng vài trăm mà đó, người ta cho mua dịch chết mua hết rồi đó. Còn có ba con à? Còn có ba con. Chết hết hả? Ừ. Nó bệnh nó chết hoài. Nó bị gì đó, ấy đó, rồi nuôi đất này người ta nuôi không được. Ừ. Không ngày cuộc sống của mình thấy nãy xuống thấy gia đình mình đoàn tụ để vui quá ha. Mình sống ở dưới đây mình có cảm thấy buồn gì không anh? Có buồn gì đâu, cũng bình thường. Bình thường hả? Hả. Cũng vui vẻ bình thường ha. Hả. Anh kể cho em nghe cái mối tình ngày xưa mà anh gặp chị được không?
Trời ơi, thì đi mặn đó, lúc đi mặn ở trong số 2 nhà, trong đó nhỏ này vô gặp nè. Vợ dạ, chứ nhỏ gì? Vợ dạ, đi cúng đình rồi, hai người quen rồi, nói chuyện với nhau rồi, ở luôn. Quen nhau, yêu đương nhau. Quen nhau mấy năm mới cưới? Có 2 tháng rồi. 2 tháng mấy vậy? Ôi, chị giống đây chị cười hoài luôn. Thì đâu dính cái gì rồi, thì ảo ấy như nó, có đâu dính gì đâu. Bây giờ vẫn thương nhau, đồng ấm giống như ngày xưa ha. Ngày xưa. Quá rồi. Gặp nhau thì nói chuyện qua lại này nọ. Anh nói cái câu gì mà thì như gia đình khổ vậy đó. Nếu em chịu thì theo, còn nếu không chịu thì rút lui. Chứ đâu nói thẳng luôn. Nói thẳng luôn. Rồi chị sao lúc đó, chị sao? Chị nói đưa anh đi ở anh luôn. Thương anh. Nghèo khổ anh ơi, đâu có tiền đâu cứ. Rồi đi chúng mình rồi gặp tới đầu chồng tôi có chồng trước nữa nha, có chồng trước mà ở với này ông trước rồi có nữa này. Ờ. Sao mới gặp con này? Ờ. Chồng cứ chết. Cứu người ta tại đây nè chết. Hả? Chồng của chị cứu người ta chết hả? Ờ. Chồng trước là có con nhỏ kìa. Chồng trước của con, tôi của em. Ừ. Còn này là ông chồng sao? Ừ. Ở mười mấy năm bọn con. Ừ. Thì ông không đẻ nữa. Cứu ở đâu chồng của chị cứu ai? Cứu tại đây nè. Cầu này nè, lúc cầu cũ còn á. Ờ. Rồi ghe dớn người ta chìm. Rồi phóng xuống. Lúc đó anh nhiêu tuổi? Anh hả? Dạ. Anh ba mấy à? 35 à. 35 tuổi. Người ta chìm dớn cái ảnh bay xuống cứu. Ừ. Cứu đây rồi ngay là tiếng lướt nó bắn. Đúng không? Lướt nó thay đó, lướt nó bắn về lướt nó lên đó rồi nó chảy. Chảy rồi nó bắn. Quấn ảnh hả? Ừ. Quấn người, người, người kia chết luôn. Ừ. Hai người luôn. Không, người một à. Chủ ghe sống. Mấy người kia chấm mà mình ra luôn chứ. Ủa sao kỳ vậy? Lưới nó quấn ảnh vậy đâu nổi đâu. Lưới đó đó, lưới thợ lỗi lưới đen đó. Nguyên một cái ghe dớn nè. Rồi cái đầu là muốn nhỏ lên gần nhỏ còn sống, mà con bé còn sống bây giờ là cũng như là bé của người ta, như bé em là cũng ông nướng người ta rồi lưới đi bắn dân ở đây nè, 3-4 ngày sáng mình mới biết thay được, bị như nằm đâu có thấy, chết ngay chỗ này luôn. Ừ, chết tại chỗ này luôn nè, chết đây nè, ông nhau đây nè, trời tuốt dưới này tôi với chứ là chìm ghe ngay chỗ cây cầu này luôn hả? Chìm ghe cầu cầu này luôn. Không, mọi lần nó nhảy đây nè. Nhảy đây mà chìm với tôi trôi dưới kia rồi. Trôi tuốt dưới. Vậy là mò sát được dưới kia. Ừ. Lúc đó anh nhiêu tuổi? 41. Lúc đó anh nhiêu tuổi anh? Anh lúc đó anh biết luôn hả? Biết. Cũng ba mấy à. Bây giờ ông 50 rồi đó, không biết mấy năm rồi đó, mấy năm rồi, 20 năm. Mười mấy 20 năm rồi. Lúc đó là thấm bao nhiêu tuổi? Thấm mới 3 tuổi à. Thấm mới 3 tuổi hả? Ừ, là chồng tôi chết mà nữa 3 tuổi rồi. Là bây giờ thấm 19 rồi phải không? Thấm 22 rồi. 22 là mới 3 tuổi rồi. Ồ, cứu người ta mà mình chết luôn hả? Ừ. Cứu người ta. Tôi cũng cứu người ta hoài anh ơi. Mới vớt xác mình đó nè, lo gì anh đến. Anh hả? Ừ, vớt xác người ta. Vớt hồi nào? Mới mấy tháng rồi. Mới 2 tháng rồi nè. Cái thằng Hải như cái này nè. Thằng này nè. Chết mà. Nó nhậu rồi, nó chết, nó té xong chết. Xả nhiều ổng đang lăn tay nữa. Luôn. Mới làm khó cho lắm anh ơi, đủ khó khăn dữ dằn. Rồi có nghĩa là anh vớt xác người ta rồi anh neo ở đó luôn hả? Ừ. Đâu có, vớt rồi khiêng lên đó luôn. Anh khiêng lên luôn. Ừ, khiêng lên. Vậy là anh cứu người luôn. Cứu luôn, chứ biết sao vậy? Mà, cứu được người cũng tốt, mình vớt người ta nấy nâng cho tay rồi cuối cùng ta nhận được nhân thân thì cũng tốt. Ừ. Vậy là à, chồng của chị cũng cứu người nữa. Cứu người chết luôn hả? Cứu người nữa. Chồng chết thì mới anh sống gì anh gặp cái xác trôi xong ở trên đó gì neo đó anh sợ. Đâu có sợ đâu, bình thường. Đi vớt hoài. Vớt năm nay cũng mấy chiếc xác rồi đó. Là ta kêu anh vớt hay gì? Ta kêu vớt. Công an kêu vớt. Mà công an nó lại. Ờ, ta kêu anh đi vớt mướn hả? Không, vớt giùm luôn á, mướn đâu. Có tiền đâu mà vớt. Người ta có cho tiền anh không? Không luôn. Có cho đồng bạc nào. Ta kêu vớt. Vớt giùm mấy. Vớt giùm cho nhà ta ha. Ừ. Rồi anh xuống dưới anh gặp anh sợ không? Trời, sợ vậy bình thường. Cái chuyện xình thúi giờ không cần thiết, thúi bao nhiêu thúi, mình làm là làm. Cái chuyện mình làm phước mà. Công an kêu mình làm chứ đâu phải mình tự nhiên mình làm. À, thúi anh cũng ngấy luôn hả? Vớt luôn. Trời ơi, bữa đó mà bỏ ra thúi vậy vậy chứ. Mà anh vớt luôn? Ừ. Lúc đó anh sợ dữ không? Đâu có sợ gì đâu, bình thường, cũng bình thường anh ơi. Cũng như mình thôi. Rồi tối anh có ám ảnh không? Không, dễ gì. Đâu ám ảnh gì đâu, mình đâu có giết người đâu mà sợ. Nhưng mà
ta nói gặp người chết người ta mà. Đâu phải, tại người vậy, người nhẹ bóng vía thì vậy đó nè. Chứ tôi là tôi bình thường, vất vả gì. Mỗi lần làm cái công việc có phước gì anh vui không? Cũng vui á, thấy lòng mình vui là cảm thấy vui đó. Thấy lòng mình vui hả? Ờ, đừng có mà thấy ngó ngang là không vui á. Tôi đi làm này làm cái tầm lắm á. Ừ. Như người ta thấy xe lộ chết hoài, tôi cũng đi cứu người ta, chở đi tới bệnh viện dưới luôn. Ừ. Không có bỏ người nào chứ. Ừ, vậy là chị, ngày xưa là chị với anh là sống ở gầm cầu này luôn, anh chồng trước của chị sống gầm cầu luôn hả? Không có. Dưới này nè. Còn cái này là có nghĩa là chị ở dưới chồng trước của chị, ở có nhà. Có nhà ở dưới này. Ở dưới kia. Ừ. Rồi sau đó là gặp người ta tai nạn rồi anh mới bay xuống cầu này. Anh cứu người ta, người ta sống anh chết. Rồi từ đó thì sao chị là ở đây sống gầm cầu này luôn? Đi nó đi chơi cũng định nè, vô chồng gặp á, rồi mới dẫn về nè. Đi cũng định đến anh á, rồi gặp con này. Nhưng mà tại sao anh với chị lại chọn cái gầm cầu này sống? Tại vì hồi đó là ông thầu của tôi nè, rồi làm đây. Dạ. Tôi nói với ổng, tôi nói anh nhưng mà tại sao anh không chọn mấy chỗ khác anh ở, hoặc là anh cất trại anh ở? Bởi vì không có chỗ. Có nhà mà em út dành cho rồi. Không có nhà ở. Không có nhà việc mà em út dành. Ông nhỏ mở, ông mới được ông đi. Vậy là cũng ấy quá dữ ha. Ở nhà mà em muốn đi dành cho rồi em đi nhau mà. Bởi vì lúc trước làm cầu này nè là tôi nói ông thầu tôi ủng hộ, bây giờ cứ ngỡ thì ở. Ông có vợ này nè, kế bên. Nhưng mà mình giữ sạch sẽ thôi. À. Không có gì đâu. Ông có vợ khác bên đây nè. Tối ghe về chạy anh ngủ được không? Bình thường, không có gì đâu. Cái mặt mệt vậy là ngủ à. Ngày anh làm cái này ngày làm được nhiêu tiền? Thì một ngày 30-40, 50-60 không chừng anh ấy. Đâu có nói lượng được. Ồ, anh đi vòng vòng có gặp ai khổ giống như mình không? Hay là mình là thấy mình quá khổ rồi? Mình quá khổ rồi chứ, ta đâu có thấy ai khổ nữa đâu. Vậy hả? Ừ, đi vòng vòng hoài á. Thấy mình quá khổ. Ta khổ đâu có nhà hết, mình khổ. Nhà ta có khổ mà ta nhà đã khổ theo cái bản tánh người ta. Dạ. Còn mình khổ là khổ thật sự. Ờ. Người ta thờ khổ khổ theo người ta chứ đâu phải khổ như theo mình đâu. Ừ. Nhưng mà anh thấy gì gia đình mình gì anh thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc dữ lắm. Dạ. Yeah. Sống ngày nào hay ngày nấy vậy thôi, đi mặn. Mặn chưa tới lúa, phải tới lúa hôm gà là tôi đi đồng rồi. Chưa cắt nè. Xuống đồng là tới sáng mới về. Làm cái gì? Đi bắt ếch này nọ. Sôi ếch. Sáng đêm luôn, đâu ngủ được đâu. Đi là cả như mặt trời mọc là mới về không. Là đêm gì bán cũng nhiều tiền ha. Trời ơi, bán có khiên trăm ngoài chứ không nhiều. Ai bây giờ rẻ, có 4-5. Anh hôm trước anh nói với em anh có ước muốn gì? Ước muốn là được cái nhà. Có, anh nói trước khi được cái nhà, bây giờ không có nền, bây giờ có nhà. À, ước muốn bây giờ có ghe ăn được. Bây giờ anh cho tôi cái ghe cũng được. Cái ghe hả? Cũng như là đấy, mình mà cái ghe nó khoảng ghe để anh bơi thôi không? Bơi. Có máy không? Cần thì nếu mà anh cho thì cảm ơn, nếu cho em thì cảm ơn nhiều lắm. Bây giờ em thì ở xa, thành nữ là bây giờ em đưa tiền cho anh mua. Đâu biết chỗ đâu. Không biết chỗ hả? Không. Trong bay bán rồi. Bây giờ tao có bán ghe cũ bên kìa mà nhiều. Ghe mục không biết nữa. Ghe mục đây nè, sát bên đây nè. Ừ. Anh mua cái ghe nhỏ nhỏ để anh bơi đi dưới sông mà phải không? Bơi xong nhé, mình muốn bậy nó sống mà ngày đó. Sao ta ở đây thì biết cô bác của anh chị biết á, ở đây thì xa cái quê hương của Bùi Hồ nên là nữ là mua ghe thì anh phải liên hệ một người nào đó, em giao tiền cho anh. Anh liên hệ một người nào đó, anh mua một cái chiếc ghe. Ghe mà ghe bự lắm mà nó cũ rồi nó. Anh mua ghe nhỏ, ghe mới, ghe mới á, xuồng á, anh mua xuồng á. Xuồng ở đây không có ai đóng nữa, Bình Hòa mới có đóng. Ờ, để em biết chỗ nào đó anh mua chiếc xuồng 2-3 triệu rồi đó. Được không? Được. Lần sau em qua là anh hứa với em, lần sau anh qua là anh phải có xuồng, được không? À, được. Dám hứa không? Dám hứa luôn, nói thiệt, em đi ra ngoài là có đó, ra ngoài chỗ tao đóng á. Ờ, là khoảng chừng 2-3 triệu gì? Ờ, không biết nữa, cái đó người ta không biết bao nhiêu, xuồng mới. Thì anh mua tùy giá xuồng của mình, ha. Thì hôm nay ghé thăm gia đình của mình rồi, thấy gia đình của mình ở dưới gầm cầu. Cái nơi này thường thì người ta không có ít ai sống. Nhưng mà thấy gia đình của mình nằm quây quần nhau, trò chuyện nhau thấy cũng ấm cúng ha.
Dạ. Nghèo mà cũng vui. Nghe cả, nghe anh với chị kể thêm cái câu chuyện là chồng của chị thì đó, là cứu người mà mất, rồi anh thì lại chuyên gia đi mò xác chết đó, thì nói chung là em rất cảm động về cái ai à, kêu đi làm chứ làm giùm người ta chứ có tiền bạc gì đâu. Hôm nay thì em thay mặt gia đình anh Phú Lê ở Cali của Mỹ, yeah, gửi cho gia đình của mình 3 triệu, yeah, thay mặt chị, thay mặt cô Hồng ở Mỹ gửi cho gia đình mình thêm 2 triệu là tổng cộng mình được 5 triệu, yeah. Thì 5 triệu này anh hứa với em á là anh sẽ đi mua cái chiếc xuồng để anh mưu sinh, à. À, anh ước muốn em thực hiện ước muốn cho anh mà, ha. À. Rồi nhớ là mình cứ sống tốt đời đẹp đạo thì sẽ có người giúp. Dạ. Ừ. Thưa cô bác quý anh chị, hôm nay thì đến đây thăm gia đình của anh nhiều quá. Anh Giống. Anh Giống với là chị Huệ với lại bé Thắm. Thì, thay mặt cho gia đình của anh Phú Lê ở Cali của Mỹ gửi cho gia đình của anh 3 triệu. Dạ. Và thay mặt cho cô Hồng ở Việt Kiều Mỹ gửi cho gia đình của mình thêm 2 triệu là 5 triệu. Yeah. Để anh thực hiện cái ước mơ cũng như trước Tết em có một cái anh nói có ước mơ đó, hôm nay yeah, em đến thực hiện cho gia đình của mình. Dạ. Yeah. Nha. 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. 4 triệu. 5 triệu. Rồi, cảm ơn. Rồi, đưa hết cho vợ luôn rồi. Yeah. Đưa hết cho vợ luôn chứ. Rồi chạy đếm với rồi. Biết tiền không? Biết. Đưa cao lên chị. Đưa cao lên. 1 triệu. 2 triệu. 3 triệu. Ở chị nếu vậy tới sáng nó vẫn còn y gan. 4 triệu lên. Đây nè, đây nè. Đây đưa lên cao lên. Đây nè, 1 triệu, 2 triệu. Triệu rưỡi, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu. À thấy không? Y gan 5 đâu, triệu. Đâu đâu anh đếm rồi, anh đếm cho em xem coi trời. Đây nè. Đếm nãy cho anh đếm đi. Nè. Đếm mình để vậy đây nè. Rồi. 1 2, triệu nè. Rồi. Rồi để xuống dưới cũng được nữa. 1 triệu nè. 2 triệu. 3 triệu. 3 triệu. Dính rồi. 4 triệu, 5 triệu. Rồi anh đếm thôi, anh đếm được không? Được. Anh đếm không ngon mà hay là không anh đem nhé. Đâu rồi, anh đếm thôi. Đây. 1 triệu nè. 2 triệu nè. 3 triệu nè. 4 triệu nè. 5 triệu. Một tờ đó là nhiêu tiền? 500 ngàn. 500 ngàn. Tờ đó thì mình mua được gì ta? Cái như là mua, như anh mua xuồng thì mua như là cũng tất cả nhiều. Chứ đâu có mua... Tờ đó bự không hay là nhỏ? Hả? Tờ tiền đó bự không hay nhỏ? Cũng nhỏ chứ không bự gì không anh. Tờ tiền đó đó? Ờ, cũng 500 ngàn thôi. Anh nói là tính tiền mình nhiều, anh 500 ngàn nhiều không? Cũng nhiều chứ nhỏ nó vậy đó, 500 ngàn vậy đó. Cũng như nó nhiều chứ, 500 ngàn nhiều. 500 ngàn cũng nhiều. 500 ngàn cũng có tiền mừng không? Mừng chứ, em cho thầy rất cảm ơn nhiều anh ơi. À, đi mua xuồng, chắc chiều nay đi ngoài quá. Nhớ nha, tuần sau em có ghé, khi nào em có ghé ngang là phải gặp chiếc xuồng nha. Đậu đây nè, mà sợ ăn trộm đó, nó ác gì đó. Anh mua móc khóa khóa lại. Ờ. Nha. Rồi có nói là gì với Mạnh Thường Quân không? Dạ có, cảm ơn bên cô bác ở bên Mỹ, mà Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ con cảm ơn rất nhiều. Chị con mà Mạnh Thường Quân cảm ơn cho nhiều tiền, cảm ơn mấy cô lắm. Cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn nhiều lắm. Chị biết hết mệnh giá tiền không? Ví dụ như tờ nhỏ nhỏ gì là đâu rồi, nó khoảng như không biết, không có tiền. Chị biết hết tiền không? Ví dụ như tờ này là nhiêu tiền? 20 ngàn. Ờ, biết tiền giữ tiền ha. Rồi, hôm nay thì là biết tiền mà gành người rẻ, không muốn với đỉnh 50 cũng biết, mà mấy 10 ngàn cũng biết, giờ giấy 500 ngàn cũng biết, mà giấy 500 ngàn cũng biết nữa. Ừ. Mai mua, mai á, mình mua món đồ ăn ngon ngon mình ăn đi. Trời ơi, đây ăn không phải người ta ăn, nhà giàu nó ăn khác, ở đây nghèo anh em khác. Ăn khác lắm. Hôm nay có tiền rồi muốn muốn đồ ăn ngon ngon đi, để ăn khô quẹt qua sao? Cái sống người ta ở đây ta dị nghị lắm, ta nói. Nghe nè, ông mình ăn đồ ngon người ta nói mình người ta có tiền, mình có tiền người ta nói này nọ lắm. Ngon mà mình nói mình ăn đồ ngon người ta nói mình ăn đồ
mà nó ăn kho quẹt vậy mà hạnh phúc. À. Không phải mà ăn ngon mà hạnh phúc đâu. Không có vợ đó. Không dạy nó đâu đi chợ đâu. Sợ. Sợ nó nấu. Sợ nó nấu dữ lắm. Không, anh nói thật thật, nói thật nhưng mà giờ tôi không có vợ. Ăn mà cũng sợ tao nói mình ăn, ừ, mà sợ tao nói gì. Người ta cho mày ăn đồ ngon không mà. Tao nói nè, vòng đây tao nói đó. Nó ăn sao? Tao nói hôi nghèo mà ăn sang. Ừ. Ngộ vậy đó. Nấy rồi đó. Trời ơi, người ta nó nói nhưng mà mình ăn ngon miếng được, mình đâu ăn hoài đâu. Thì mình đâu mình ăn mà tao nói. Lâu lâu tao ăn tao nói lắm á, đúng không nói được. Ý là tao thấy đây nè, tao cho gạo em nè. Mà tao còn nói cái thùng này thùng gạo luôn hả? Thùng gạo nó nhờ, nè. Mua gạo nè. Anh không tin đứng vậy anh coi nè. Gạo nè. Ờ. Đó gạo đó, thấy không? Thùng bên kia nó gạo nữa. Đây nè. Gạo ăn không hết luôn rồi. Nè rồi gặm người ta cho nè chứ không phải nó giống mấy anh đâu. Nè. Ồ. Ồ vậy là đâu sợ đói đâu. Ừ. Người ta cô bác người ta ở đây ta cũng cho để giúp đỡ. Không nhớ nữa. Còn cái nỏ đó nữa đó, gặm. Người ta thường nói là gì, một gầm cầu hai quả tim vàng. Ồ à. Một mái ấm hai quả. À. Hai quả tim vàng, quả một túp nêu tranh hai quả tim vàng. À. Còn này là một gầm cầu mà tới ba quả tim vàng nữa. Cười. Ở đây cô bác người ta cũng giúp đỡ mình. Cười. À. Cho coi. Vui. Ở nói vậy cho. Ôi giời, mèo, chúc anh Dũng luôn mạnh khỏe à. Nha. Chúc chị Huệ luôn mạnh khỏe nha. Ờ chúc bé Thấm luôn mạnh khỏe nha. Dạ. Dạ nói với bye bye. Bye bye. Bye bye mọi người. Bye bye. Giỡn cái máy lại.